Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình đặc biệt của Sài Gòn TV với đề tài Tàn mạn về chữ hiếu xưa và nay nhân mùa lễ Vu Lan đến với chúng ta năm 2014. Và Hương Thơ đang có mặt ngay tại trung tâm văn hóa của Chùa Bảo Quang và được thư chuyện với Hòa Thượng Thích Quảng Thanh là vịnh chủ của Chùa Bảo Quang về đề tài này. Thưa Hòa Thượng, trở lại với cái câu hỏi Hương Thơ phần đầu đó, thì Hương Thơ có đặt câu hỏi là người con, một người Phật tử phải hiếu thảo với cha mẹ như thế nào trên hai phương diện vật chất và tinh thần. Phần đầu thầy đã trả lời cho Hương Thơ về vấn đề vật chất. Bây giờ chúng ta hãy nói về người con có hiếu phải đối xử với cha mẹ như thế nào qua phương diện tinh thần, thưa Hòa Thượng. Dạ thưa, trong tinh thần đạo Phật thì luôn luôn khích lệ một người con có hiếu. Cái gương hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên bắt đầu từ khi Đức Phật còn tại thế, tức là cách đây 2558 năm. Thế thì cái truyền thống hiếu đạo đó nó kéo dài, nó kết nối đến ngày nay. Tuy nhiên mỗi góc cạnh sinh hoạt của mỗi người và trong bối cảnh của một quốc gia, chẳng hạn chúng ta ở Việt Nam, thế thì trường hợp như ở Việt Nam thì cơm áo nó dễ bị thiếu. Nếu nhà nghèo thì người ta lâm vào hoàn cảnh thì người ta cũng dễ bắt hiếu với cha mẹ. Rồi đến Mỹ rồi thì như tôi đã vừa nói là không ai chết vì thiếu cơm thiếu áo. Có thể người ta dùng thận dư, có nghĩa là ngày nay người ta sợ ăn nhiều quá là đường mỡ cao máu đủ thứ loại, chứ không có ai nghĩ là thiếu đường thiếu máu cũng như là thiếu cơm thiếu gạo. Do vậy mà tôi nghĩ là mỗi người con, mà nhất là người Phật tử nữa, thì phải có hiếu với cha mẹ thôi. Còn nếu mà học Phật mà không biết nhân quả và mình bất hiếu với cha mẹ thì mai sau mình phải trả. Đó là cái nhìn của mình thấy cái đó. Còn nếu phương thức nào để trả hiếu, thế thì thường ở đạo Phật giáo dục là nếu cha mẹ còn tại thế mình chăm sóc, mình lo lắng, an ủi về tinh thần để cho cha mẹ. Rồi có nhiều người tế nhị hơn là cha mẹ bệnh thì tới chùa vẫn nhờ quý thầy tụng kinh niệm Phật, ví dụ sám hối để giải oan. Nếu có nhiều trường hợp bệnh mà nằm đó không chết, rồi tới mấy vị Phật, gia đình nó nhờ thầy tụng kinh sám hối giùm thì giải đi, thì cái người đó mới đi nhẹ nhàng hơn. Cái có trường hợp tôi cũng từng đã vô trong bệnh viện, trong nursing home, đứng bên giường bệnh của những người mà già đó, muốn chết được, muốn chết không chết được, muốn sống lại không sống được, chứ không phải là không phải là giờ đó mà muốn chết là chết được là khác đó. Muốn chết và chết được á, nhân nghiệp phải đang chí nghiệp. Tức là người đó ví dụ là vướng mắc một điều gì đó, mà chẳng hạn nợ nặng đi, làm ăn buôn bán mà gọi là không có trung thực, cha em ta nói là lấy đông gạo mà đông thiếu, lường gạo mà lường thiếu, hoặc là buôn bán đổi chác mà tráo hàng cho một cái gì đó, hoặc là mượn nợ của ai đó mà chưa trả. Mà sống không có đạo đức tốt đẹp. Sống có đạo đức tốt đẹp. Nên hôm nay vậy. Thế thì cái trường hợp tôi đơn cử một cái, có một người kia tới chùa là cúng một số tiền. Này, ngay khi tôi làm chùa đó, cái này có thật là tôi không dám nêu tên đây. Dạ, tôi xin tạm giấu tên đây. Thế thì cái hai ông bà mới nói là cái tiền này con của con nó mượn của một người khác, nhưng mà bây giờ nó chết rồi. Rồi bây giờ thì cho con, không biết làm sao cho con cúng đủ số tiền này vô trong chùa để làm chùa. Thì cũng như hồi hướng cho cái người mà đã, con nó đã mượn mà không trả. Thì tôi nghĩ là cái này cũng hợp lý, còn để cho cái tâm hồn nó bớt căng rứt đi. Tại vì nghĩ là con mình đã chết rồi thì nợ nần này ai trả đây. Thế thì bố mẹ can đảm làm cái điều đó thì như vậy là cho dù mà cái người kia không nhận lại, mà ít ra cũng cái của này nó vô cái việc làm rất là ý nghĩa, tức là tạo chùa mà cho mọi người lễ bái, thì như vậy nó cũng cân bằng được cái công đức mà người ta bớt căng sức. Thế thì đây là một trong những trường hợp mà tôi có giải quyết cái vấn đề đó, thành tôi đơn cử. Hoặc giả cái người này đưa cái tên của cái người mà mượn tiền đó, cho mượn tiền đó, tôi còn nguyện cho họ, hồi hướng công đức cho họ. Rồi thêm nữa là trường hợp mà bố mẹ bệnh hoạn thì là con cái lo đi chùa, rồi tụng kinh niệm Phật, rồi sám hối cho bố mẹ của mình, là đó là một cách về tinh thần. Rồi sau khi bố mẹ chuẩn bị gọi là con tứ nghiệp chuẩn bị ngày chết á, thì con cái họ lo rước thầy tội tới bệnh viện hay nursing home tụng kinh.
tức là vừa sám hối mà vừa hồi hướng những cái việc làm nào tốt đẹp đó cho cái người đó chuẩn bị đi vào thế giới khác. Thành cũng có một cái giải thích nó nhằm những cái biện luận theo góc cạnh của mình nhìn đó. Người ta nói nghiệp ai nấy chịu, chứ bố làm bố chịu, mẹ con làm con chịu, chứ không ai gánh ai được. Thì câu này nói hơi quá đáng theo tôi đó. Dạ vâng. Đứng một góc cạnh nào đó lý luận nhiều quá đáng, chẳng hạn như là một người gánh một gánh nặng, phải không ạ? Bây giờ có một cái người nào đó tới nói ông ơi, ông gánh nặng quá, ông cho tôi mang bớt cho ông. Thì cái người kia tình nguyện mang mà. Thì như vậy ông là cái người gánh nặng này có phước. Tự nhiên có người song sáo vô nó để tôi gánh bớt cho ông. Tuy nhiên có một người đang gánh nặng rồi, có người tới lại gỡ thêm bớt nữa. Nói ông ơi tôi gỡ thêm cho ông nữa. Người ta đã nặng nề rồi mà gỡ thêm nữa là cái chữ nghiệp nó cũng vậy. Đã nặng nề trên kiếp sống của người ta rồi, còn thêm gửi một mớ nghiệp cho người ta nữa. Thì nói vô hình chung là người ta lại thấy một người con thấy bố mẹ mình nặng nghiệp, gỡ nghiệp cho. Nhưng mà cũng chưa hẳn là mà bố mẹ là con lo cho bố mẹ điều đó. Có những cái trường hợp là lá vàng khóc lá xanh rơi. Tức là ngược lại là một cái đứa con bệnh hoạn nặng nề quá, bố mẹ lại còn lo cho, rồi còn đi chùa cầu nguyện cho, rồi còn làm những tất cả những cái việc cho con của mình. Thì như vậy là chiếc lá vàng đang chuẩn bị khóc lá xanh rơi. Thì cái trường hợp này nó có nhiều trong xã hội, có nhiều bà mẹ tới chùa phải không? Một bà mẹ thấy rất tội nghiệp và rất dễ thương. Đọc có 11 đứa con, phải đọc nhớ lên từng đứa. Đọc 11 đứa con chưa đủ rồi, đọc thêm một số cháu nữa, 11 đứa con, cộng thêm cháu thì chị nghĩ là nhiều không? Nhưng mà không biết làm như thế nào mà một bà mẹ mà vừa nhớ tên Việt Nam vừa nhớ tên Mỹ mà mẹ thương con dễ sợ không? Vừa nhớ tên Việt Nam vừa nhớ cháu là tên Mỹ, một lô mà đọc ấy. Lạy Phật cho con của con nó bình yên, cho cháu con nó học hành giỏi. Thành vì thế mình lắng nghe được cái đó là cái tình rất đẹp lắm. Mà nếu mà người con mà lắng nghe bà mẹ mình đi chùa mà không phải là cho chính bà, mặc dù tuổi già mà đi chùa vì cầu cho gia đình, trong đó con và có cháu. Thưa thầy, nói về tình mẹ thương, cha mẹ thương con thì miền hồ lai láng. Cái vấn đề mà thầy vừa nói, cái sự cộng nghiệp, cái điều đó nó làm chúng ta nghĩ tới vấn đề người ta thường nói là cha mẹ làm nhiều công đức con nó hưởng. Thì tất nhiên cái điều đó là không có thể mà nói ai làm người ấy chịu, không? Sure. Thầy đã quan niệm người Phật giáo. Và bây giờ nếu mà cha mẹ còn xin tiền, về vấn đề tinh thần là mình lúc nào cũng quan tâm về vấn đề tinh thần, trong đó có vấn đề đời sống tâm linh của cha mẹ. Nếu mà cha mẹ càng trọng tuổi thì chúng ta là người Phật tử phải nên có bổn phận dọn đường sẵn về con đường tâm linh cho bố mẹ, khi mà qua đời thì có thể siêu thoát khẩn thay. Dạ, yeah. nhưng mà các cụ nó có một cái lo lắng lo xa đó. Các cụ chuẩn bị chưa chết mà may quần áo tang, rồi đồ cái gì chuẩn bị làm cái gì, thậm chí cái hình của mình thờ hình nào này, tiền để một số tiền cho con cái nó bớt cái nặng đi, tiền mua cái hòm nè, tiền chôn cất nè, lo mọi thứ cho con cái, chứ không đợi tới con cái đâu. Nhưng mà người mẹ chỉ muốn là cái tiền này để lại thì con cái phải làm như vậy. Nhưng mà trường hợp bà trường ở ông cụ bà cụ này có một chiếc tiền hơi khá đó, con cái dành lộn nó có luôn, tôi thấy luôn. Thầy vô dành lộn những cái tiền của lạc vật đó, tạo thành một cái sự ấu đã nó phức tạp quá. Thế thì cái này cũng là một trường hợp đó, một trường hợp là rất là phức tạp. Thế thì chữ cộng nghiệp và chữ biệt nghiệp á, chữ biệt nghiệp có nghĩa là một góc cạnh mà mình chịu nhiều hơn. Còn cộng nghiệp là trường hợp mà cộng nghiệp là con cái vô trong gia đình chửi nhau. Thay vì là vô gia đình, một gia đình cha mẹ con cái vợ chồng nó tóm tắt lại là phải là hạnh phúc. Còn này chửi nhau, chửi nhoi hết, chửi rồi tạo thành cái sự tan tác trong gia đình. Vậy nói tóm lại vấn đề mà có hiếu qua phương diện tinh thần của người con đối với cha mẹ, thầy có thể tóm tắt là các con cần phải làm những điều gì? Tôi nghĩ là nếu mà chị hỏi mà cách tóm tắt á, khi cha mẹ còn tại thế phải phụng dưỡng về đời sống vật chất nếu mình có cơ hội. Mà hơn nữa là ở chính phủ Hoa Kỳ là có tiền cấp cho các cụ tuổi già rồi. Mình dùng cái tiền đó mình lo lại chắc các cụ cũng đủ. Rồi khi mà chuẩn bị... Cái tấm lòng nó quan trọng. Rồi chuẩn bị gọi là cận tử nghiệp, nó tới cận tử nghiệp, cái chết gần kề đó. Thì là có người nhẹ nghiệp
nằm xuống đi, có người nằm ngủ ngủ luôn là nhẹ nghiệp, có người là bệnh chừng vài ba tuần chết đi, có người nằm tới 5 đến 10 năm, cô ma chẳng hạn. Thì cái trường hợp này khá phức tạp, mình nói không hết lời đâu. Thành vì thế là con cái là cũng phải có bổn phận trong trường hợp đó. Sám hối, đi chùa lạy Phật, nhờ quý thầy cầu nguyện để cái nghiệp của bố mẹ mình nhẹ bớt đi. Còn vấn đề khi mà cha mẹ đã qua đời thưa thầy, cũng như là bố mẹ ông thơ, mẹ ông thơ cũng vừa mới qua đời, thì bố mẹ là đạo Phật, thì thầy trong tang lễ có thầy có khuyên là các con, các chị em ông thơ phải biết hồi hướng công đức cho mẹ, cho bố, thì mình phải làm gì để làm? Thế này, chị có nghĩ rằng ông Bill Gates ông có 60 tỷ không? Có 70 tỷ phải không ạ? Ông đi làm công đức nào ông là ông làm rõ ràng, đào giếng này, xây trường học này, làm tất cả những gì có ý nghĩa trên cuộc đời này. Ông ăn mặc thì bình thường giống như một ông chủ bình thường thôi. Thế mà việc làm ông là quá to tát, là dùng tiền tỷ để nuôi những người nghèo khổ, xây giếng và nâng cấp những cái sự nghèo khó. Thế thì đó là công đức. Nhưng mà tôi nghĩ đến ngày ông Bill Gates ông chết, người ta tự tạc tượng ông ta thờ. Và cái hành động ông làm như vậy là hành động của Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là chỉ cho cái hành động mà nó vượt cái sự bình thường của mọi người, và nó làm việc hiến dân mà không cần vụ lợi, nó hiến dân mà không cần đáp trả. Như ông Bill Gates, ông cho người nghèo, ông cho quá nhiều mà ông đâu cần trả lại đâu. Còn người bình thường như mình thì mình phải làm gì? Còn người bình thường như mình thì mình phải thấy, ví dụ mình không có nhiều, ví dụ mình đi dọc đường, mình thấy một người ăn xin, mình cho họ 1 đồng, 2 đồng gì đó, thì mình cũng nghĩ là hôm nay mình tôi là mình làm việc này cho người mẹ, cho mẹ mình, hoặc là mình làm tất cả những việc gì tốt, nó làm những gì tốt đẹp nhất mà người ta cảm xúc được cái tốt đẹp của mình đều âm thầm nói là con hồi hướng công đức này cho mẹ nha mẹ, cho bố nha bố. Rồi thường thường là bố mẹ thường lắng nghe những tiếng con cái, mặc dù chết đi vẫn còn cái xúc cảm nó mạnh hơn, gọi là thần giao cách cảm, cái xúc cảm nó mạnh hơn chứ. Thì như vậy là người con mà làm bất cứ một điều gì mà tốt đẹp và hồi hướng cho mẹ mình, mà trong cái tâm thức người mẹ mình quá cố á, mà nghe được là mừng, sinh ra niềm vui. Ô, hãnh diện quá, đứa con mình nó làm như vậy hãnh diện quá. Thành vì thế là người mẹ sẽ cảm ơn con cái và người mẹ đón nhận cái đó, mà cái tâm vui nó đổi trạng thái, có nghĩa là an lành. Sư thoát. Cảm ơn Hòa Thượng Thích Quảng Thanh rất nhiều. Một lần nữa chúng tôi xin được tạm ngưng. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi sau vài thông tin thương mại.